bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sao chép định dạng nhanh ở trong Excel. Cụ thể chúng ta có bài tập như sau, đó là xác định kết quả cột thực nhận ở trong phần bảng lương. Thực nhận được tính bằng lương ngày công cộng phụ cấp trừ đi tạm ứng. Kết quả. Chúng ta sao chép kết quả này cho các dòng bên dưới để tính ra kết quả cho cột thực nhận. Và các bạn để ý đây, các cột khác ở trong bảng tính đã được định dạng sẵn rồi. Và chúng ta có một cái cột thực nhận, cột này chưa được định dạng gì cả. Và để có thể thực hiện định dạng cho cột thực nhận này giống như các cột còn lại ở trong bảng tính, thì chúng ta có thể sử dụng một kỹ thuật rất là nhanh, đó là sao chép định dạng. Bạn sẽ chọn một cột làm mẫu, lấy cột tạm ứng này để làm mẫu định dạng sang cột thực nhận. Hoặc là ở đây yêu cầu là cột lương ngày công, chúng ta lấy cột lương ngày công này. Sau đó chúng ta bấm vào mục Format Painter ở trên thẻ Home tại vị trí này. Thì khi bấm vào Format Painter, các bạn để ý là cái biểu tượng con trỏ chuột bây giờ có thêm hình biểu tượng cái chổi sơn ở bên cạnh. Và chúng ta chỉ việc đặt vào vị trí cột Y tại bắt đầu từ ô Y2. Mình bấm vào đây. Thì toàn bộ cột lương ngày công này sẽ sao chép toàn bộ phần định dạng sang cột Y. Và chúng ta đã có được cột Y định dạng giống y hệt như cột lương ngày công rồi. Rất là nhanh đúng không nào? Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Xin chào các bạn. Trong bài này mình sẽ dẫn bạn cách để sử dụng cái thao tác định dạng nhanh cho bảng tính bằng công cụ CellStyle. Cụ thể như sau, chúng ta có bảng tính và chúng ta sẽ định dạng nhanh cho bảng tính này. Ở đây mình sẽ làm trong phần sheet kết quả. Đầu tiên, các bạn phải phân biệt được 3 thành phần trong bảng tính. Thứ nhất đó là tên của bảng tính, là vùng A1 tới G1. Đó, đây là phần tên bảng. Tiếp theo, phần A2 tới G2, đây là dòng tiêu đề. Bên dưới tại dòng 18 chúng ta có dòng tổng cộng từ A8 tới G18. Còn phần ở bên trong từ dòng 3 tới dòng 17, đây là phần nội dung. Thì cách định dạng như sau, phần tên của bảng chúng ta sử dụng công cụ CellStyle trên thẻ Home, chọn CellStyle và chọn Title. Đó, đây là phần tên bảng. Và với Title chúng ta sẽ ở phông chữ mặc định và chúng ta đổi thành phông hay dùng ở đây là Times New Roman. Cỡ chữ mặc định ở đây là 18. Tiếp theo, dòng tiêu đề. Chúng ta sẽ định dạng dòng tiêu đề bằng CellStyle thông qua hai cách. Một là các bạn có thể dùng heading, các heading từ 1 tới 4. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái thanh màu accent, màu nền đậm chữ trắng làm dòng tiêu đề. Hoặc ở trên chúng ta sẽ có chữ đậm màu nền trắng. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ với heading 2. Tiếp theo, dòng tổng cộng chúng ta sẽ sử dụng CellStyle là total. Total tức là tổng cộng trong tiếng Anh. Các con số ở trong bảng tính, các con số này bạn sẽ định dạng nhanh cho nó bằng cách là sử dụng CellStyle với number format là comma và số 0 ở đây được hiểu là có giống nét phần nghìn nhưng không có phần thập phân. Mình sẽ bấm vào đây. Đó. Thì toàn bộ các con số này nó được chuyển về dạng số có dấu nét phần nghìn và không có phần thập phân. Thì rất là nhanh, chúng ta đã định dạng xong cái bảng tính này rồi. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sắp xếp dữ liệu ở trong Excel theo thứ tự tăng dần và thứ tự giảm dần. Cụ thể bài tập ở đây bao gồm: câu 1, sắp xếp bảng lương theo thứ tự tăng dần từ A tới Z. Ở đây chúng ta có một bảng lương và có cột tên. Chúng ta sẽ phải sắp xếp lại toàn bộ nội dung của bảng lương này theo thứ tự tăng dần từ A tới Z theo bảng chữ cái ABC. Yêu cầu thứ hai, sắp xếp bảng lương theo thứ tự giảm dần cho cột thực nhận. Thì thực nhận ở đây là dữ liệu dạng số và chúng ta sẽ phải sắp xếp lại thứ tự của toàn bộ bảng lương theo cột thực nhận. Trong đó số thực nhận sẽ là số lớn nhất ở trên và giảm dần xuống phía dưới. Cách làm như sau. Tại câu thứ nhất, để sắp xếp thứ tự bảng lương theo thứ tự tên là tăng dần thì chúng ta sẽ làm như sau. Để chọn được toàn bộ dữ liệu này, các bạn có thể sử dụng thao tác kéo chuột để chọn bảng hoặc đặt chuột tại vị trí đầu tiên ở dòng tiêu đề ô A2 và bấm phím tắt là Ctrl Shift mũi tên xuống để chọn tới dòng cuối cùng.
và can chôn ship mũi tên sang phải để chọn tới cột cuối cùng. Như vậy chúng ta đã chọn được toàn bộ bảng dữ liệu tính từ dòng tiêu đề. Tiếp theo chúng ta sẽ vào thẻ data, chọn mục sort. Trong mục sort này chúng ta sẽ chọn theo cột tên. Chú ý rằng để có thể chọn mục sort by này theo cái tên tiêu đề của cột thì các bạn phải chọn toàn bộ bảng có chứa dòng tiêu đề. Tiếp theo chúng ta phải tích chọn vào cái mục là My Data Hash Header thì khi đó chúng ta mới dùng được tên của dòng tiêu đề. Còn nếu không, các bạn sẽ chỉ gọi được theo tên của cột mà thôi. Bây giờ sẽ chọn theo cột tên. Thứ tự sắp xếp chính là mục Order. Chúng ta sẽ chọn từ A tới Z, bấm OK. Như vậy đã hoàn thành xong câu 1. Câu 2, sắp xếp bảng theo thứ tự cột thực nhận là số giảm dần. Thì chúng ta làm lại thao tác tương tự, chọn toàn bộ bảng, tính cả dòng tiêu đề, tại thẻ data chọn mục sort và chọn cột thực nhận. Trong cột thực nhận này, để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tức là số lớn ở trên, số nhỏ ở dưới, thì chúng ta sẽ phải chọn thứ tự sắp xếp. Order ở đây sẽ là largest to smallest, tức là từ số lớn nhất tới số nhỏ nhất. Bấm OK. Và như vậy, bảng này đã được sắp xếp lại theo thứ tự giảm dần. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập chế độ tính toán ở trong Excel. Cụ thể bài tập của chúng ta yêu cầu như sau. Chúng ta có một cái bảng lương. Và trong bảng lương này, cột thực nhận chúng ta chưa có kết quả. Yêu cầu là tính kết quả cột thực nhận bằng lương ngày công cộng phụ cấp chức phụ trừ đi tạm ứng. Bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác tính như sau: bằng lương ngày công cộng phụ cấp chức phụ trừ tạm ứng. Kết quả ra 105.500, và khi sao chép công thức này cho những dòng bên dưới của cột thực nhận, chúng ta thấy tất cả kết quả đều là 105.500. Và như vậy kết quả này không đúng. Điều gì đã xảy ra ở đây? Đó là chế độ tính toán của chúng ta đang không ở trạng thái tự động. Chỉ tính toán khi chúng ta nhấn phím F9 ở trên bàn phím. Mình nhấn phím F9 và kết quả được tính. Thông thường trong Excel trạng thái tính toán sẽ là tự động. Và ở đây làm thế nào để chuyển cái trạng thái tính toán về dạng tự động thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, các bạn vẫn thực hiện các cái thao tác tính toán như bình thường bằng lương ngày công cộng phụ cấp trừ tạm ứng. Sao chép công thức. Tiếp theo, tại thẻ Formula, chọn mục Calculation Option và chúng ta chọn mục Automatic để đưa về chế độ tính toán là tự động. Bởi vì dấu tích ở Manual, tức là trạng thái thủ công, chỉ khi nào nhấn phím F9 thì Excel mới tính toán. Và chúng ta đưa về trạng thái Automatic thì tất cả công thức này sẽ được tính toán một cách tự động ngay tại thời điểm các bạn thực hiện công thức hoặc là các bạn sao chép công thức. Mình sẽ thực hiện thao tác sao chép lại như sau này. Kéo chuột từ vị trí OG3 tới vị trí OG17. Đấy. Và kết quả là tính toán ngay chứ không phải là phải nhấn phím F9 nữa. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỹ thuật đặt tên nhanh ở trong bảng dữ liệu và sử dụng tên ở trong công thức. Thì cách làm như sau, đó là nếu như chúng ta có một bảng dữ liệu và các bạn muốn đặt tên của từng cột theo tên của dòng tiêu đề, đấy, tên vị trí của dòng tiêu đề, thì chúng ta sẽ làm bằng cách là chọn toàn bộ vùng bảng dữ liệu. Sau đó, tại thẻ Formula của Excel, chúng ta sẽ vào mục Create Form Selection, phần Define Name. Đây các bạn để ý cái vị trí này. Phím tắt là phím Ctrl Shift F3. Sau đó, chúng ta chỉ cần bấm vào cái vị trí này thôi. Thì Excel sẽ hiện lên cửa sổ Create Name Form Selection. Và chúng ta để ý ở đây, chúng ta đặt tên theo tên của dòng tiêu đề. Mà dòng tiêu đề là dòng ở phía trên. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ tích vào mục Top Row. Còn phần Left Column chúng ta bỏ đi. Đó, đặt tên theo dòng đầu tiên ở phía bên trên chính là dòng tiêu đề, rồi bấm OK. Thì ngay lập tức Excel xuất hiện các cái vùng tên, bấm vào vị trí name box chúng ta sẽ thấy phần danh sách tên. Đó. Và khi chọn các vùng tên này thì tự động Excel sẽ đặt cho chúng ta là toàn bộ phần dữ liệu ở phía bên dưới của dòng tiêu đề. Đó.
Để sử dụng tên ở trong công thức thì chúng ta sẽ làm như sau. Viết công thức bằng sum if s để tính tổng tiền trong mặt hàng lê bán trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 thì chúng ta sẽ viết công thức này, tính tổng theo cột thành tiền. Vì vậy chúng ta gõ chữ thành tiền. Đó. Bấm chữ TH thì Excel sẽ tự động gợi ý cho chúng ta cái tên là vùng thành tiền. Bấm phím Tab thì ngay lập tức toàn bộ cái chữ thành tiền này nó sẽ đại diện cho cái vùng tên. Thay vì việc chúng ta phải tham chiếu tới cái vùng này thì chúng ta chỉ cần gọi tên ra thôi. Tiếp theo phẩy này, lấy vùng chứa điều kiện đầu tiên sẽ là tên mặt hàng. Vì vậy chúng ta gõ chữ M thì Excel sẽ gợi ý cái từ khóa tên là mặt hàng. Bấm phím Tab để lấy cái tên này. Phẩy một cái nữa này, lấy theo mặt hàng là mặt hàng lê này. Phẩy. Điều kiện tiếp theo là từ ngày. Vì vậy chúng ta sẽ có cột ngày bán và các bạn chỉ cần gõ chữ ngày thôi là chúng ta đã được gợi ý cái từ khóa ngày bán rồi. Bấm phím Tab để lấy cái từ này. Ngày bán thì sẽ lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng thì các bạn để trong cặp dấu nháy kép nối với tọa độ ô từ ngày. Tiếp theo, ngày bán. Phẩy một cái. Điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng nối với đến ngày. Đó. Từ ngày thì nó dùng dấu lớn hơn hoặc bằng. Đến ngày thì nó dùng dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Và kết thúc công thức, chúng ta có kết quả là 84.000 là tính cho mặt hàng lê trong thời gian này. Thì rất là đơn giản để chúng ta có thể viết công thức cũng như là đọc hiểu công thức này khi chúng ta đã đặt tên và có thể sử dụng tên ở trong công thức. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thiết lập ở trong Excel để đưa về cơ chế là chỉ hiển thị nội dung công thức ở bên trong ô. Thì thông thường nếu như chúng ta nhập công thức hay là nhập giá trị vào trong các ô thì Excel sẽ hiển thị ở đây chỉ là kết quả của công thức hay là kết quả giá trị mà chúng ta đã nhập, chứ Excel không hiển thị cái nội dung công thức ở bên trong của ô. Đó. Nội dung công thức chỉ hiển thị ở trên thanh formula thôi. Và để có thể giúp cho chúng ta nhìn công thức được dễ hơn, đưa Excel về chế độ là hiển thị ô có chứa công thức hoặc là hiển thị các cái nội dung công thức ở bên trong các ô, thì chúng ta sẽ có một cái thiết lập, đó là vào trong phần formula và chúng ta sẽ chọn mục show formula. Khi chọn chế độ này thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ tất cả các cái nội dung ở bên trong một ô đã được hiển thị ra dưới dạng công thức. Tức là không hiển thị đơn thuần về giá trị, mà những nội dung nào mà có nhập công thức thì sẽ hiển thị là công thức hoặc là các cái phép tính. Đó, các bạn thấy với cơ chế này chúng ta dễ dàng nhận biết được là ô nào có chứa công thức, ô nào có chứa giá trị, và việc sửa nội dung công thức ở bên trong ô cũng dễ dàng hơn. Thì đây chính là cái cơ chế riêng dành cho việc hiển thị công thức và để chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc sửa chữa công thức. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo ghi chú ở trong Excel. Cụ thể ở đây chúng ta có một yêu cầu về tạo ghi chú ở trong vùng F13 tới F18. Chính là cái cột thực nhập này. Chúng ta sẽ cần phải tạo ghi chú ở đây là chỉ nhược nhập số nguyên và số nguyên đó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Thì tạo ghi chú bằng cách là chúng ta chọn vùng ô từ F3 tới F18. Sau đó kích chuột phải và chọn mục New Note hoặc là New Comment. Các bạn có thể chọn một trong hai mục này đều được. Thì ở một số phiên bản Excel khác thì ở đây có thể bạn sẽ không nhìn thấy nó là New Note hoặc là New Comment, mà nó chỉ hiện một trong hai thứ thôi. Vì vậy bạn có thể chọn một trong hai. Nếu nó hiển thị là cái gì thì bạn chọn cái đó. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn là New Note, thì khi đó sẽ xuất hiện một cái ghi chú và chúng ta sẽ nhập nội dung vào cái mục ghi chú này bằng cách là nhập trực tiếp vào. Ở đây là chỉ nhập số nguyên và phải lớn hơn bằng 0. Đó. Chúng ta kích chuột vào vị trí khác thì chúng ta không nhìn thấy ghi chú. Nhưng khi bạn đưa vào cái ô mà có dấu đỏ ở trên góc thì phần ghi chú này sẽ tự động hiện ra. Nhưng đặc điểm của ghi chú này đó là bạn sẽ chỉ tính ở ô đầu tiên ở trong cái vùng mà bạn ghi chú thôi. Nếu như bạn đặt ghi chú trên nhiều ô khác nhau thì bạn phải thiết lập mỗi một ô là một ghi chú, chứ không được thiết lập trên cả một vùng ô. Thì đấy là đặc điểm của ghi chú. Để có thể xóa bỏ ghi chú thì các bạn sẽ kích chuột phải vào cái ô mà có chứa ghi chú đấy. Sau đó chúng ta chọn Delete Note. Đó.
là nó sẽ tự động xóa bỏ phần ghi chú đó đi. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cố định dòng code ở trong một bảng tính. Cụ thể ở đây chúng ta có một yêu cầu ở sheet thứ nhất, đó là cố định phần